Khu này thì nói chung là cắm trại, những người đi cắm trại, những người có tàu thì họ tới đây họ đậu tàu rất là đông. Thưa quý khán giả, thì nay là mùa Thanksgiving, mùa lễ tạ ơn. Thì thường thường mình có nhiều câu hỏi là các thầy cô giáo nếu mà không đi học nữa gì, thì hầu hết các nhiều thầy cô giáo sẽ đi vacation, có người thì đi Las Vegas, có người thì đi cắm trại chỗ này chỗ kia. Và hôm nay mà mình có mặt tại cái gọi là Carolina Express, là cái tàu mà sẽ đem mình qua bên Carolina. Thì hôm nay Khang, cameraman Johnny đi một cái gọi là camping trip, gọi là primitive camping trip. Mình đi Carolina, Carolina để cắm trại, mình đi bắt tôm hùm, cá, và mình sẽ có nhiều rất là vui. Follow us, let's go. Các bạn cũng thấy Khang phải care rất là nhiều đồ, tại vì mình đi gọi là primitive camping, đi cắm trại riêng, là mình không có ở gần thành phố, có rất nhiều đồ, cho nên các bạn thấy phải care rất là nhiều, không thôi thì mình không có đủ đồ. Ok, let's go. Can you introduce everyone your name and what's your role for Carolina Express Company? So I'm Cade Stanovich. I'm a dock person. Uh-huh. And then this is Ashley Hughes. She's okay. Also a dock person. So how often do we have these type of boat to head to San Pedro or Avalon? They happen pretty much every day. Going okay. to two harbors, at least today we have one or two runs today. Okay. And then to Avalon we have maybe four or five. Okay. But during the summer months, it gets pretty busy to where there's four or five boats going to two harbors, and then there's eight okay. going to... So we have three. We have the one that's right here, which is the San Pedro Terminal. Mm-hmm. We have another one in Long Beach, and then there's one in Dana Point. Okay. And usually, what type of people head to Carolina? What do they do in Carolina? It really depends. So if you're going over to two harbors, it's a lot of camping people, a lot of that stuff. And if you're going to Avalon, it's just everyday people because it's a little city right there. Yeah. Okay. All right. Thank you so much. Quý khán giả biết cái chỗ này là mình bỏ đồ xuống. Thì hôm nay thì chủ nhật, cho nên rất là ít người đi cũng sướng, cho nên mình có nhiều đồ chỗ để bỏ đồ. Theo cái trip này đó thì thầy Khang với cameraman Johnny phải khiêng rất là nhiều đồ, cho nên nhổ lần mà mình đi mà ngày mà bình thường, ngày mà holiday như thứ sáu hay là thứ bảy thì rất là đông, thì mình sẽ không có nhiều chỗ như hôm nay, rất là nhiều. Nhưng mà cái tàu này họ chỉ đi San Pedro thôi, cho nên mình còn nhiều chỗ để bỏ đồ. Đến phiên Johnny bỏ đồ. Cameraman Johnny thì khiêng hơi nhiều, hơi nặng. Thì tí nữa mới khi mình qua bên đảo Carolina, Johnny sẽ và thầy Khang sẽ có cơ hội để cho quý khán giả xem những cái đồ gì mình đã đem theo. Một lần nữa thì cái này là một cái cơ hội các thầy cô giáo thường thường những cái mùa lễ holiday thì họ đi đâu chơi để có thể họ re-energize, để có cái tinh thần để trở lại. Ok, we good. Ok, quý khán giả thì thường thường
Mình vào trên cái tàu Kalin Express thì mình có hai chỗ ngồi. Một chỗ là mình có thể ngồi ở dưới hay là mình lên trên ngồi. Thì thường thường những cái người mà mình hay bị gọi là seasick đó, thì người ta rất là khuyến khích mình tìm cách mình ngồi ở ngoài để mình có hóng cái hơi fresh air để mình không có bị bệnh coi như là seasick. Ok, bây giờ mình lên nè. Tàu này thì nó có 2-3 tầng. Thì chỗ này đặc biệt là thường thường ta hay có những cái tàu gọi là đi cruise. Hiện giờ Khang đang đứng lên tầng thứ 3. Thì nếu mà mình nhìn bên hướng này đi là mình sẽ thấy có cái warship. Cái này là cái museum. Nếu mà nhìn bên hướng này nữa, quý vị đã thấy mình có nhiều gọi là ship package. Tại bến cảng Los Angeles là một cái bến cảng thưa quý vị. Thì bây giờ tàu bắt đầu chạy, sóng nó rất là mạnh cho nên nó lên sụp. Khang nói nữa thì nếu mà người nào mà đi những cái chuyến tàu này mà không có quen á, thì mình nên ngồi ở ngoài trời thì nó có thông gió, nó thoải mái hơn, mình không có bị gọi là seasick. Còn nếu mà ngồi ở trong, nhiều lần mình ngồi mà nó che cái gì, mình như ngồi trong cái hộp á, thì mình cảm thấy mình bị seasick nhiều hơn. Thì mình sẽ đi xuống từ từ, mình hỏi. Okay. Woo. Honey, are you feeling seasick? No, I'm new to this. I have gone here like, I don't know, more than 10 times, 2 times a year, okay. Maybe 5 years total. So usually when you have seasick, Johnny, how do you make sure you don't get seasick? First, I stand outside, get the wind blowing in my face. It may be cold, but it's worth it, you know? I'd rather be cold than be seasick. What are some of the things people can take if they want to, before they get on the boat, so then they don't get seasick? There's a pill you can take, and then you can also take ginger, gunk. Hi, kính thưa quý khán giả. Chuyện cái gì trong cái cặp đây thì thường thường ở đây họ cho đem hai cái cặp, một cái cặp là chính và một cái cặp là phụ, như là mình đi máy bay vậy đó. Ok. Cái này là phải tập thể dục nhiều mới khiêng được cặp đây. Và sau đó thì Khang cũng có một cái cặp thứ hai nữa,
là trong này mình bỏ đồ dụng cụ, đồ ăn, ok. Và đặc biệt là cái này là đi buổi cắm trại ở gần biển thì mình có đem theo cái này, để tí nữa mình sẽ nói xem. Cái harbor lên bờ thì mình đi theo cái này thì nói chung ok, mình sẽ đi lên trên bờ. Như khán giả cũng biết thì khu này thì nói chung là cắm trại, những người đi cắm trại, những người có tàu thì họ tới đây họ đậu tàu rất là đông. Check in thì mình book online. Carolina. Hello. Can I check in really quick? So check in really quick with what? With the campground. I don't know how quick it'll be. Yes, let me see. So just tell me where you, what campground you're going. That'll be the Two Harbor. Okay, so let's Two Harbor campground. Okay. And what's your last name? Bao, B-A-O. Okay.